Đó, thấy gì chưa? Ý của cái khác chứ không cái da nãy thấy không? Nè. Nãy chỗ này có câu cá nữa nè. Ngồi dưới nước nè. Nè mấy quỷ cá nhỏ ở rỉa nè. Chỉ hả? Đây là tôi chỉ thả thính. Quá nó mất dạy với mình luôn á. Nó rỉa kìa. Mấy cái dạng nhỏ nhỏ mà. Chỉ mấy cái bự nó không? Mình nghe mặt cái uy nè. Mà cho nó đến cái mồi nó. Mấy cái này cái rồi đến. Thấy người ta câu chưa? Thấy gì chưa? Nè, cá mè. Đây. Cái gì? Cá này bự. Ủa, bự lắm nè. Ôi kìa. Kìa. Kìa nè. Trời trời con này bữa nè. Thả bình con này được rồi thả con kia lại đi. Chú xin nè.